Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, bây giờ hai bạn giới thiệu về mình nha. Bạn nữ sẽ giới thiệu trước. Dạ, chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Chào và bạn bên kia. Em tên là Tuyền, em đến từ Kiên Giang. Em nay em 28 tuổi, hiện em đang làm và học về lĩnh vực ngành dược. Nhưng mà em làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm ở nhà thuốc số 2 ở đường 40 Thuận Kiều ạ. Rồi, bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào em xin Nguyễn Linh và Cát Tường. Mình tên là Hòa, nay mình 32 tuổi. Hiện tại công việc là giảng viên của trường đại học FPT. Wow. Tuy nhiên bạn này kiểu hot boy quá, rồi tới 32 tuổi ta. Nè, tại nhìn trẻ vậy thôi chứ nó cũng già lắm rồi. Ủa, quê mình ở đâu bạn? Dạ, quê ở Long An. Thật ra nó cũng gần, nó ở Bình Chánh nè. Bình Chánh là chỗ nào? Gần chợ Bình Chánh. Gần chợ Bình Chánh, đường Đinh Đức Thiện đúng không? Vâng, vâng. Rồi, vậy rồi. Cũng gần. Về tình trường thì sao hai bạn? Em thì trải qua 3 mối tình rồi. Thế bạn trai có mấy mối tình rồi? Với em thì em có một mối tình chính thức và một mối tình nó cũng gọi là tạm chính thức. Thôi giờ bỏ qua cái chuyện cũ đi. Bây giờ vấn đề về chuyện mới nè. Ưu điểm và khuyết điểm. Bạn gái trước đi. Dạ, ưu điểm của em là em có thể nấu ăn được, rồi làm việc nhà được. Và em rất là ham học hỏi. Cái khuyết điểm của em là anh văn với lại vi tính của em rất là kém. Trời ơi, thầy ơi, thầy nghe khuyết điểm bên đây chưa thầy? Dạ, ưu điểm thì có lẽ là hiền lành, thật thà. Nói chung cũng nhiều ưu điểm mà dạng không thể nào kể hết. Dạ. Còn khuyết điểm thì chắc chân hơi ngắn, với lại vào phòng lab thì mở máy lạnh hơi lạnh thôi. Vào phòng gì? Tại vì em dạy trường là phải vô phòng máy á chị. Nhưng mà nó nghe hồi nãy bên đây á, cái cô này cô nói là cái khuyết điểm của cổ là tiếng Anh á là cô dở đó. Dạ. Cô muốn gợi ý là bên đó là làm thầy dạy tiếng Anh cho cổ đó. Thì cái chuyện tiếng Anh thì dù sao em cũng đi du học về nên em nghĩ nó cũng không phải vấn đề lớn. Em đi du học ở đâu? Em du học bên Hàn Quốc. Hàn Quốc? Hàn Quốc về đó tiếng Anh? Không, bên đó là em vẫn học tiếng Anh nhưng mà em biết nói tiếng Hàn. Tại vì người Hàn Quốc ít nói tiếng Anh lắm. Nhưng mà giáo sư trong trường đại học là hầu như là người ta sử dụng tiếng Anh. Chứ anh đi qua Hàn Quốc anh nói tiếng Anh không ai hiểu hết trơn. Mà anh nói anh còn không hiểu sao? Đúng rồi. Rồi bây giờ thử em nói một câu gì đó. Em yên tâm đi, với anh là anh sẽ cố gắng để lo cho em trong điều kiện có thể. Nói tiếng Anh hay là tiếng Hàn? Tiếng Anh. Nói thử cho tôi nghe coi được không? Chứ sao, nhiều khi nổ nói làm thầy giáo dạy tiếng Anh không phải hay sao quý vị? Không, cái này em không dạy tiếng Anh nha, em dạy tin học nha. Đúng rồi, nhưng mà giờ đi đó nói tiếng Anh giao tiếp được thì nói đi. Đi du học về mà. Hello. 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 If you want to study English, I can help you to improve your English. Maybe I'm not an English teacher, but I will try my best. Hiểu không? Là nếu em thích thì anh sẽ dạy tiếng Anh cho em. Mặc dù anh không phải là thầy giáo dạy tiếng Anh nhưng mà anh cũng sẽ cố gắng. Tiếp. Trời ơi, tôi dịch hay quá. Trời ơi. Về chỗ ngồi để nói nữa không biết đường dịch. Được không em? Dạ, được. Được. Nhưng mà thầy giáo đi nước ngoài rồi du học về rồi, có nhiều cô sinh viên nào đeo đuổi thầy giáo không? Sinh viên hả chị? Có cô sinh viên nào cũng thầy cũng không? Khó lắm, tại vì bây giờ em cũng là 32 tuổi mà giờ cái lứa tuổi mà sinh viên nó toàn là 98, 96, nó nhỏ quá rồi, không có quen được. Cái chuẩn lý tưởng của bạn gái đặt ra là gì? Dạ, người mà em mong là trầm tính một tí. Dạ, với lại họ có một cái gì đó nó chững chạc. Tại vì tính em con nít, em muốn một người nào đó chững chạc để mà có thể là dung hòa được cái tính của em. Thứ hai nữa là một người cao hơn em một tí. Chân ngắn rồi. Dạ. Không sai, nhưng mà chân ngắn người ta chạy chậm thôi. Nhưng mà dạ, người não người ta không có ngắn, người ta dạ, vẫn là nhanh. Dạ. Nha. Dạ. Được không? Cái đó thì để tính sâu đi chị. Rồi vậy mà cái đó là khó nhất rồi. Chào chị. Giơ hai chân ra coi. Không có ngắn đâu nó. Thật ra cũng không ngắn lắm, nhưng mà nói chung cũng ngắn hơn đứa trẻ. Dạ. Thôi không sao. Thầy giáo đã có kế hoạch gì tới hôn nhân chưa?
Tôn Nhân thì như chị thấy em đã chuẩn bị sẵn hết rồi nè, bây giờ chỉ cần điền tên bạn nữ vô thôi. Ồ, thiệp cưới luôn. Vâng, có thiệp cưới, mời mời chị Cát Tường với lại anh Quyền lên luôn. Bây giờ chỉ cần bạn nữ thôi, kiểu là ghi tên vào và bấm nút. Nhưng mà mình đã chuẩn bị những cái gì để mình thuyết phục nữ mình lấy được vợ chưa? Thì nhà cửa thì có thể ở ở nhà nhà của em. Thì em có công ăn việc làm, nói chung là chuẩn bị sẵn sàng, ready. Ok. Nhưng mà cái chuẩn mẫu người bạn gái lý tưởng của em là sao? Em thích người phụ nữ hướng về gia đình á, tức là theo kiểu chăm lo gia đình và cũng có công ăn việc làm để phụ chăm lo về cuộc sống tương lai. Rồi vậy được rồi. Nếu bạn nữ đứng cao hơn em có ngại không? À, cao mà cao vừa thôi chứ cao quá cao vời vợi thì cũng không cao được. Vời vợi quá thì không sao cũng được luôn á. Dễ được luôn. À, mình có phải làm dâu gì không? Nhà là mình ở với ai? Làm dâu, nếu chị làm dâu thì em ở với lại bố mẹ. Làm dâu thì làm dâu ở nhà em sướng lắm, mẹ nhà lo hết rồi, tại vì tất cả phương tiện có hết rồi, nhiều khi mẹ còn nấu ăn hết, mình đi làm. Nói chung làm dâu nhà em rất là sướng, nên đừng có lo. Đừng có lo gì. Vâng. Rồi em có tật xấu gì không? Em theo chuẩn gọi là chuẩn đàn ông tại em lùng thôi nha. Em không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc. Không nghe gú. Nghe gú mình chẳng lăng nhăng nha, lăng nhăng nha. Thích gái đúng không? Có lên đây chị. Gái có muốn kiểm tra sức khỏe bạn trai không? Có muốn hít đất không hay là tha? Dạ thôi. Thôi ha, tha dạ. Đi ha. Bạn gái nói tha, tội nghiệp hai cái chân nó ngắn nó mệt. Để anh qua coi đàn trai, đàn gái sao mà bỏ qua bỏ hành đàn trai quá vậy? Trời, qua đây coi đi. Dạ em chào anh. Trời ơi, dễ thương dữ vậy ta. Này phải bắt cái ghế đẩu á. Vấn đề là nếu mà hai người đồng ý á, thì khi nào anh ấy về Kiên Giang được? Dạ cái đó thì tùy thuộc vào hoàn cảnh nữa. Hoàn cảnh gì nữa? Cụ thể hoàn cảnh em nè, giờ học bao lâu rồi tiếng gì nào? Em thì khoảng 5 rưỡi nữa là em ra. Và nếu như được thì tốt nghiệp thì... 5 rưỡi ra. Dạ. Cái ở mình tổ chức một cái tiệm thuốc tây ha. Dạ. Cái vợ bán thuốc tây, chồng đi dạy FPT. Thôi được ha. Cặp này được. Cặp này thấy ổn định rồi đó. Bây giờ mình cho gặp người nhà cái đi. Bạn gái đi với ai bạn gái? Dạ em đi với một bạn thân, một bạn đồng nghiệp, một bạn học cùng lớp và em trai của em. Rồi. Em chào trai em. Trai vậy đó. Dạ chào chị, dạ chào anh Quyền Linh. Thấy anh này sao? Dạ cũng được. Hợp đẹp trai. Hợp với chị mình không? Dạ. Hợp. Hợp sao gượng gạo vậy em? Em có yêu cầu gì ảnh không? Dạ không. À, cảm ơn. À, em trai mình có đi với ai không? Dạ em đi đông lắm, có mẹ, có dì, có sinh viên, có chị. Cả làng, cả vâng. Nhà, cả trường luôn hả? Cả trường em biết đó rồi. Bây giờ mà bạn gái không bấm nút là em về khó về trường lắm. Dạ chào cô. Mẹ đó hả? Dạ mẹ. Chào chú Huyền Linh và dạ. Cô Cát Tường. Dạ chào tôi cô. Là mẹ của Hòa. Cô thấy con dâu tương lai sao cô? Đẹp quá. Đẹp. Xinh. Thì dạ. Thấy vậy cũng mừng chứ giờ cũng tùy hai đứa. Bây dạ. Giờ cô cũng không biết sao. Nhưng mà cô có yêu cầu gì con gái khi về làm dâu không? Cái chuyện làm dâu đó khỏi đi cũng được rồi chú ơi. Ở nhà thì tôi là vô cho con là khỏi lo chuyện bếp gì cũng được hết. Dạ. Tôi lo hết. Ủa. Gia đình là khỏe gì vụ đó rồi. Nghe nói chuyện với cô đi. Cô đi ăn chào cô. Chào dạ, anh chào à. Thôi giờ gì hỏi gì ý kiến gì chào Quyền Linh chào Cát Tường. Dạ. Quà ơi, dì thấy cô gái này đẹp lắm, dễ thương lắm. Tùy ý quà ra dì chịu rồi đó. Dạ. Dì chịu rồi đó. Dạ cảm ơn. Rồi cảm ơn cả nhà mình. Thôi bây giờ cho hai bạn gặp mặt đi ha. Kéo màn. Bắt đầu. Dạ chào anh. Chào em. Dạ. Anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. À. Chị Cát Tường, em có chuẩn bị sẵn hết rồi chị. Em là chuẩn bị ready hết rồi. Em cái này thì nói chung là cái mẫu thôi. Yeah. Em xem, em điền tên vào ha. Yeah. Anh có điền tên rồi. Đây là của anh. Trời ơi thầy. Nhận chu đáo quá. Thầy quá xuất sắc. Chưa có bấm nút em, gì có thiệp em cưới. Em biết cái cuốn này là tựa là yêu để cưới. Mà anh kiếm rất là khó bây giờ. Nguyên cái nhà sách của Phương Nam nó chỉ còn một cuốn duy nhất. Cảm ơn anh. Rồi, yêu là cưới. Bây giờ bạn cảm nhận về nhau đi. Dạ thì dễ thương, hiền, biết nấu ăn thì là quá là đạt chuẩn rồi. Mà em dự định là cỡ khi nào em có thể kết hôn? Thời gian nó giống như một cọng dây thun vậy. Mình muốn dài thì nó dài, muốn ngắn thì nó ngắn. Đó là tùy thuộc vào thời gian, cái tình cảm của mình nó đủ lớn hay không.
Thì nếu mà thời gian sớm nhất em nghĩ là cỡ bao lâu? Em nghĩ thời gian sớm nhất là khoảng 1 năm. Nói chung là tụi mình gặp nhau có duyên thì mình hãy dành cho nhau một cơ hội em nha. Dạ. Rồi, hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm các bạn. Mình suy nghĩ thật kỹ nha. Trao đổi rồi đó, bây giờ là giờ phút quan trọng. Có người thân của mình chứng giám ở dưới kia. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Thầy giáo hơi nôn nao chút xíu hả? Chưa đếm mà sao đã bấm? Thì cơ hội nó không đến 2 lần vậy. À, tại mình chân ngắn, mình sợ chạy chậm, mình chạy trước đúng không? Dạ. Yeah. Hãy nắm tay nhau thật chặt nào. Nắm tay em nha. Bây giờ nắm tay nhau thì đôi trẻ cảm thấy như thế nào? Dạ, thấy run. Có hồi cảm hợp. Xúc gì chưa? Hồi hộp, hồi hộp. Bây giờ thủ tục mình hôn nhau để mình kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp mặt. Dạ, cái đó để sau rồi chị. Không có sau. Đó. Thầy giáo. Thôi, anh hôn nhau. Trời, thấy má cười quá trời luôn kìa. Được không cô? Cưới liền không? Cưới nhà gì ha? Thiệp đã có rồi, chờ ngày ghi tên thôi. Nào, đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng và một thẻ thanh toán quốc tế DCB đến từ Nhật Bản giá trị 1 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Hạnh phúc nhân đôi khi hai bạn tiến đến hôn nhân sẽ được tặng một suất chụp ảnh cưới cao cấp trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại áo cưới Milan. Cái này khi nào dùng cũng được hả chị? Khi nào dùng cũng được, miễn hai bạn lấy nhau là được. Nhưng mà lấy người khác thì không được. Nhá, nhớ điền tên vào thiệp rồi mời chúng tôi nha. Bắt tay thật thật đi nha các bạn nha. Em rất là sợ xòa, nhiều khi em chú ý tới việc ăn nhiều hơn là việc mua lắm. Em rất thích là ca sĩ Noo Phước Thịnh. Wow. Chúng tôi đã có thiệp, chỉ cần chờ ngày báo tin chúng tôi sẽ cầm thiệp đi thôi quý vị. Chúc họ thật hạnh phúc nha. Như vậy là chúng ta đã thành công mở cặp đôi đầu tiên. Hy vọng rằng cặp đôi thứ hai cũng sẽ như vậy nhé. Và bây giờ đến với cặp đôi thứ hai. Hạ màn. Mời bạn nam. Và bây giờ mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi bạn. Em xin giới thiệu, em tên là Lê Đình Thọ. Năm nay 28 tuổi. Em là quê gốc ở Bình Định và hiện em đang sống và làm việc ở Tây Ninh. Bạn làm nghề gì? Em bán vé máy bay. Bán vé máy bay? Dạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Thanh Hồng, năm nay em 27 tuổi. Hiện em là giáo viên tiếng Anh tại Hồ Chí Minh ạ. Quê mình ở đâu? Dạ, em ở Đà Nẵng ạ. Ở Đà Nẵng. Bên kia làm việc ở Tây Ninh hả? Đúng rồi. Sao xa xa một chút nhưng mà tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Bạn giới thiệu một chút về mình đi. Dạ, về ưu điểm của em thì em có thể ca hát và giao tiếp được nhiều ngoại ngữ như là tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật thì em biết một chút. Ngoài ra thì em có làm văn, viết thơ và có nhiều bài được đăng trên mạng vanhoadoc.com. Wow. Bây giờ mình có thể gửi đến mọi người một bài hát cho sinh động, cho vui lên. Hát thì giờ em run quá, em không biết ca hát được không, hay là em tặng mọi người một bài thơ. Bài thơ cũng được. Em có nghe mùa xuân đã về trên đất mẹ, tất niên cứ đến lễ giao thừa cũng muốn sang. Nghe pháo nổ rộn ràng trong lòng đầy thao thức, đêm nay anh phải trực không được ở cùng em. Mẫu quà anh ra xem là bánh chưng ngày Tết, câu đối đỏ đẹp phết trang trí ở trong nhà. Đã có những chậu hoa ba đêm về ngoài ngõ, gửi lời thơ trong gió mang xuân về cùng em. Những bài thơ không tên đong đầy từng nỗi nhớ, như một sự bất ngờ anh tặng em mùa xuân. Bạn trai, mình có ưu điểm khuyết điểm gì không? Dạ, ưu điểm thì ít thôi nhưng mà khuyết điểm thì nhiều lắm. Ít chăm chút về ngoại hình, trang phục khi làm việc hay là trong cuộc sống hàng ngày á, thì em rất là xòe xòa trong việc mặc quần áo hay là chú ý đến việc mua quần áo. Nhiều khi em chú ý tới việc ăn nhiều hơn là việc mua quần áo. Cái bụng nó rất là to. Ngồi nãy giờ là gồng dữ lắm chứ còn nếu mà ngồi thoải mái gồng ra chi, cứ thả ra hết đi em, gồng chi chứ nó cỡ anh thôi chứ gì đâu. Dạ, cái tính xòe xòa của mình á, nó làm cho mình mất đi những cơ hội mà để tìm một người yêu phù hợp trong cuộc sống á.
Ưu điểm thì trong công việc á, em rất là kỹ lưỡng, rất là kỹ tính. À, nhưng mà bạn ở Bình Định, tại sao vào Tây Ninh bán vé máy bay là sao? Thì em học ở Sài Gòn, em làm một thời gian ở Sài Gòn, lên Tây Ninh làm việc cho một công ty của người bạn bên mảng vé máy bay. Thời gian sau thì em có ra làm riêng rồi mở một phòng vé riêng của mình rồi tự làm. À, tức là phòng vé máy bay của riêng của bạn luôn. Dạ đúng rồi. Rồi, chúc mừng luôn. Rồi, cái mẫu người mình muốn tìm là người như thế nào nè? À, em rất thích là ca sĩ Noo Phước Thịnh. À, bạn trai có mẫu người muốn tìm người bạn gái như thế nào? Nhưng mà em thích một người có nước da trắng đó chị. Phải biết chăm chút về ngoại hình một xíu. Dù em rất là xòe xòa nhưng mà em lại thích người phụ nữ biết quan tâm tới gia đình. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức thì 2 mối tình. Lý do tại sao chia tay? Chia tay bởi vì nhiều cái lý do về kinh tế, về sự trưởng thành. Chưa có đủ đúng không? Đúng rồi. Rồi thì bây giờ là đủ chưa? Đủ dạ, kinh tế chưa? Dạ đủ. Đủ lấy vợ chưa? Dạ đủ. Chắc chắn chưa? Dạ chắc chắn. Rồi. Bây giờ nếu hợp lý được hết á thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Dạ cưới ngay cũng được chị. Cưới ngay cũng được luôn? Dạ. Nếu mà lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ? À, em thì em sẽ giữ khoản công việc, khoản tiền cho đủ công việc làm ăn của em. Những khoản còn lại thì tốt nhất là vợ giữ. Mình có tật xấu gì không? Khi đi làm á hay là trong cuộc sống á, em ăn mặc rất là... Đâu, thấy bữa nay cũng ổn mà, bữa nay lịch sự đàng hoàng. Thế mình có bí mật gì không? Sau này quen nhau hay là có cưới nhau về đó, sợ là bạn gái khó có thể chấp nhận. Kinh doanh chủ yếu là online cũng nhiều cho nên là có nhiều loại tài khoản, nhiều mật khẩu á. Thì tất cả những mật khẩu của các loại tài khoản đó đều là họ tên với ngày tháng năm sinh của bạn gái cũ. Thì bây giờ có bạn gái mới, đổi năm đổi được sinh không? Của bạn gái mới. Sau đó giờ không đổi đi, giờ chia tay rồi người ta giữ mấy cái bí mật của mình sao được? Bởi vì thay đổi thì nó cũng bất tiện lắm chị. Với lại chưa có ai mà quen nhau đủ để tình cảm và tình yêu á, để cho là mình thay đổi những cái đó. Ủa cái đó là cá nhân của mình mà. Quá nhiều loại tài khoản cho nên khi mà đặt phải đặt hàng loạt theo thứ tự. Chẳng hạn như tên ABC à, xong rồi thứ tự tiếp theo sẽ là ngày tháng năm sinh. Cứ như vậy rồi nó liên tục. Hết ngày nay về đổi. Đổi nha. Dạ. Không đổi cũng phải đổi nữa. Thôi. Nãy giờ em cũng nghe rồi đúng không? Dạ. Okay. Em khoan coi đàn gái thế nào nha. Rồi, dạ, chào em. Dạ. Bây giờ em nghe em tưởng tượng anh chàng bên kia thế nào? Có phải là một người rất là hiền. Người hiền. Dạ. Chậm rãi, có sự chững chạc ở trong đó. Cũng thành công trong sự nghiệp rồi đó. Sự nghiệp. Em có không thích tật xấu gì của người đàn ông? Em ghét nhất là con trai lăng nhăng ạ. Anh này chắc không lăng nhăng rồi. Anh nghĩ tính chung thủy đấy. Nên cái việc vừa rồi á, đó là một người chung thủy. Rồi, không thích gì nữa. Cờ bạc, rượu chè nhậu nhẹt. Anh này chắc không có cờ bạc, có rượu chè không vậy? À, em chỉ có hút thuốc thôi, còn rượu chè thì cũng biết uống nhiều lắm nhưng mà không có thích rượu chè. Rồi, một vấn đề nữa là bạn trai ở Tây Ninh. Dạ. Nhưng mà đến từ Nam Định. Đến từ Bình Định, Quy Nhơn á, thành phố Quy Nhơn á. Bây giờ mình có chịu đi theo bạn trai? Dạ, nếu như mà là người thật sự hợp với em thì em sẽ đi. Đúng rồi, nếu phù hợp thì tới đâu cũng thấy đúng không? Dạ. Thôi được rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xong mình cho gặp mặt đi. Em có đi với ai không? À, em có đi với bạn học thời sinh viên. Dạ, chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Em là bạn thân của Thọ. Về phần bạn gái thì em thấy bạn gái là rất là giỏi, có nhiều tài lẻ và làm giáo viên nữa. Thì em nghĩ là hôm nay gặp nhau cũng là có cái duyên rồi. À, sau chương trình thì hy vọng là các bạn sẽ có cái cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, cảm ơn bạn. Mình có đi với ai không em? Dạ, em đi với hai bạn ạ. Em chào anh Quyền Ninh, em chào chị Cát Tường ạ. Em thấy anh này rất nghiêm túc, rất là đứng đắn. Và Hồng thì là một cô gái rất là đơn giản, là nhẹ nhàng. Cho nên là em nghĩ hai người rất là hợp nhau. Em hy vọng là sau chương trình này hai người cho nhau cơ hội để hẹn hò. Rồi, cảm ơn bạn. Thôi, quan trọng giống như là bạn bè của các bạn đã vừa nói rồi đó. Quan trọng vẫn chính cảm rồi, xúc của mình. Chúng ta kéo màn lên nha. Dạ, em cũng có quà tặng. Anh cảm ơn em. Dạ. Em cảm nhận gì anh như thế nào? Thì em thấy anh là một người có phải là hiền lành, giàu tình cảm, trung thủy. Khi mà em nghe anh nói mà tất cả các loại mật khẩu của anh đó đều là tên của người yêu cũ á, thì em cảm thấy về việc đó như thế nào? Thì lúc đầu có vẻ là hơi buồn. Như anh nói có nghĩa là chưa có ai để mà khiến anh có thể là rung động để mà anh thay đổi những cái... Vậy có nghĩa là anh vẫn còn nhớ người cũ hay sao? Không phải là còn nhớ người cũ. Bởi vì đó là sự tiện lợi á. Anh giữ nguyên, nhiều khi anh nói giống như là một phản xạ. Trên cái bàn phím máy tính của anh bấm mòn những chữ đó. Nhưng mà anh không hề ý thức gì về việc tên người yêu cũ cả. Mà nếu có thay đổi thì anh có thay đổi được không ạ? Được. Yeah. Thay đổi liền hôm nay mà, đúng không? Dạ. Yeah. Lên kế hoạch hẹn hò thế nào bạn? Anh nghĩ thì cũng không là xa lắm. Bình thường anh xuống đây thì khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ là anh tới Sài Gòn rồi.
cuối chiều cuối tuần có thể là em lên anh chơi, hoặc là anh xuống em chơi cũng được. Một tuần có thể anh xuống với em một lần. Một tuần một lần. Có thể nhiều hơn, tùy vào công việc và tùy vào việc em có bận hay không nữa. Dạ, em có một cái tình huống và em muốn đặt ra để coi thử cách anh xử lý như thế nào. Anh đang quen một người bạn gái, lúc đầu anh có ấn tượng tốt về người bạn gái này và anh rất muốn tiến tới hôn nhân với người bạn gái này. Nhưng sau một thời gian anh lại nghe bạn bè cũng như những người xung quanh lại phản ánh không tốt về cô gái này. Chẳng hạn như là nếu anh quen cô này thì sẽ cản trở sự nghiệp của anh, hay là gia cảnh của cô này không có phù hợp với anh. Thì anh có bị dao động không? Hay là anh vẫn kiên quyết với tình yêu của mình? Nói ra không phải khoe nhưng mà cái cuộc sống của anh, tính cách của anh nó hơi khá là tự lập. Bởi vì kể cả công việc hay là việc mà anh lên Tây Ninh làm này á, cũng đều là do anh quyết định hết. Việc kiếm tiền hay là việc mà kiếm người yêu hay là lập gia đình sau này á, hay là mua nhà hay là ở đâu, việc làm gì á, thì chắc chắn là do anh quyết định hết. Có một cái sự tính toán trước hết rồi, rất là an toàn và chắc chắn. Các bạn trai có tài vặt gì không? Hát một câu, hát một bài, câu, hát, bài tỏ tình nào đi. Giây phút ấy chỉ muốn lại gần bên, nào ngoan nhé nghe anh một lần thôi. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua hết khi có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh em sẽ thấy được bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Một cái lời tỏ tình rất là dễ thương. Dạ, chứ còn câu hỏi muốn hỏi nữa. Còn câu nữa hả? Dạ, dạ. Rồi hỏi đi. Nếu có thể mà em về Đà Nẵng làm á, thì lúc đó anh có muốn tiếp tục quen em không? Nếu mà chia tay á thì có những lý do khác, lý do đó không đáng. Anh nghĩ không như vậy. Không có thể xa được. Hết thời gian. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Bạn Nam ở Bình Định mà cũng đâu có xa lắm đâu. Đúng không? Dạ. Thông tin cũng là khá đầy đủ rồi đó, cũng có thể cảm nhận được nhau xem mình có phù hợp với nhau hay không. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, mời bạn. Tại sao bạn nữ không bấm nút? Cái cảm giác của em nó chưa rung lộng lắm. Có lẽ em là một người khá trầm rồi, nên là em có muốn tìm một người bạn nào đó mạnh mẽ hơn. Chúng tôi tôn trọng quyền quyết định các bạn. Và qua câu chuyện ngày hôm nay thì bạn trai, tôi nghĩ rằng bạn cũng nên cố gắng tập làm sao cho mình nó mạnh mẽ chút xíu nữa, năng động chút xíu nữa. Tin chắc rằng ở dưới khán giả cũng như là trên truyền hình, nhiều bạn nữ cũng sẽ bấm nút để chọn bạn. Bạn gái cũng vậy. Chúc cái công việc sẽ càng ngày phát triển thành công hơn nữa nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Mà em gọi điện ảnh là lỡ anh ngủ mà anh không nghe là em giận. Trời ơi, sao được? Điện thoại của người yêu là phải để một cái chuông khác để mà hả? Khi mà người yêu gọi tới là phải nghe liền chứ. Khó hẹn chi gì đó. Là trời. Mời bạn trai. Mời bạn nữ. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt ở đây. Rồi, chào em. Tên là Võ Minh Trí, là năm nay 26 tuổi. Hiện tại em đang ở quận Bình Tân. Nghiệp của em là cảnh sát phòng chống tội phạm. Chà dữ rồi nha. Ở quê mình là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hay sao em? Dạ đúng rồi chị. Mời bạn gái giới thiệu. Minasan konnichiwa. Hajime masete. Watashi wa Long desu. Kotoshi ni zero kusai desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Vỗ tay mà không có hiểu, dịch luôn đi em ơi. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Loan, năm nay em 26 tuổi, hiện đang là điều dưỡng, sinh sống và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi sao mà em nói tiếng Nhật lưu loát vậy, có đi làm ở Nhật à? Dạ không, em có một thời gian để đi học tiếng Nhật ạ. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì trong cuộc sống, trong công việc dạ, của mình? Điểm mạnh của em là em có thể làm quà handmade. Đối với những bạn thân hoặc là những cái dịp đặc biệt, những người mà quan trọng với em á, thì em hay thường là tặng quà handmade ạ. Em còn có biết làm thơ nữa. Em có thể hôm nay đến đây thì em cũng có tặng bạn nam một bài thơ. Rồi, xin mời em. Bạn trai hãy lắng nghe nha. Mùa đông lạnh lắm ai ơi, chờ người nơi ấy biết giờ nơi đâu.
Mình em lạnh lẽo âu sầu, mưa rơi ướt hết tình ngâu thêm buồn. Đông về mang tuyết nhớ thương, cho đường thêm lạnh, cho sương đêm thêm dày. Đông về anh có nào hay, em chờ hơi ấm từng ngày đông qua. Anh trai, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là em thích võ thuật, thích nghiên cứu những cái món ăn rồi chế tạo theo cái cách của mình. Có khi nào vừa múa võ vừa nấu ăn không? Dạ cũng có, đi nhúng nhảy rồi múa đôi khi nó cũng đổ số đồ. Anh có chịu nấu ăn cho em không? Chứ anh phải dạy em chứ em không biết nấu được. Dạ không sao đâu, chứ ăn uống thì anh nấu cho em ăn được mà. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em là nếu như mà em buồn một cái chuyện gì đó là em sẽ ngủ li bì luôn, giống như người ta gọi là gấu ngủ đông á. Rồi còn không, nếu như mà em suy nghĩ một chuyện gì đó em cũng ngủ luôn. Hay là mình đang suy nghĩ cái gì mình ngủ luôn vậy đó hả? Hay gì ta? Giấc ngủ dài nhất của em là bao lâu? Dạ giấc ngủ dài nhất của em là 12 tiếng. 12 tiếng là cũng bình thường thôi, có gì đâu gấu ngủ đông. Người ta ngủ mấy ngày mấy đêm chưa thấy gì nữa. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Hay hát nghêu ngao, rồi mỗi khi mà buồn đó, cũng hát, đi dọc đường cũng hát. Đâu giờ nghêu ngao em hát thử cái gì đó coi. Em ơi giờ đây anh cần, cần một bờ vai em ơi, nhưng không cần ai lúc này, để anh có nơi tựa vào. Rồi, cũng dễ thương. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình. Hai mối tình, mối tình dài nhất mới đây là bao lâu? Mối tình mới đây cách đây cũng 3 năm rồi, tụi em quen nhau 1 năm. Nhưng mà bạn ấy đi nước ngoài. À, tại vì lý do khách quan ha. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có trải qua mối tình nào hết. Nhưng mà em có một mối tình đơn phương 7 năm mà. Cái gì? Đơn phương mà 7 năm? Dạ đúng rồi ạ. Có nghĩa là cái mối tình chính thức là chưa có mối tình nào hết? Dạ đúng ạ. 7 năm đơn phương một người. Khi mà ai yêu được em thì đúng em là một người rất chung thủy. Nhưng mà em là một người không có hay ghen mà lại hơi vô tâm á, nên không biết anh bên kia những cái lúc mà em, những cái dịp mà giống như là hả ngày lễ kỷ niệm hoặc là cái sinh nhật em còn quên thì không biết là lúc đó thì anh bên kia anh có buồn không? Nếu quên sinh nhật em có buồn không em? Dạ cũng tất nhiên là cái ngày của mình mà hai người yêu nhau quá đôi khi quên thì mình cũng hơi buồn chứ. Em có nhớ sinh nhật bạn gái không? Dạ sẽ nhớ chứ. Nhưng mà thôi sao, có gì bạn trai nhắc ha. Công nhận anh phải nói là anh nể em thiệt luôn á. Vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào em nói luôn. Em muốn tìm một người bạn trai là biết quan tâm và chăm sóc cho em, cao 1m65 trở lên. Anh coi giùm em coi ảnh có cao không? Ngon lành. Không có hói, nếu hói thì cạo luôn đi, giống như Phan Đình Tùng càng tốt. Chớ rồi em hói sao anh? Hơi hơi có khả năng hói. Mập ốm thì không thành vấn đề, mập thì ôm nó ấm, ốm thì có bờ vai vững chắc. Hói cũng đâu có sao đâu. Không, anh là không có hói. Thuộc với lại cái quan điểm của em là anh là rất là đẹp trai rồi. Điểm gì em ghét nhất ở người bạn trai? Cái tính keo kiệt và bủn xỉn. Em không có thích một chàng trai hay ghen. Ghen ở một cái chừng mực nào đó thôi, chứ không phải là em đi chơi với bạn cũng ghen mà hả lúc nào cũng gọi điện em 24/24. Tại vì em cái tính chất công việc của em thì không thể nào lúc nào cũng nghe điện thoại 24/24 được. Ghen là đương nhiên phải có chút chút tại yêu mà. Nhưng mà yên tâm đi, đây là cảnh sát gọi là chống tội phạm thì có bản lĩnh lắm, đừng có lo điều đó ha. Anh thấy cô gái bên đây cũng rất là dễ thương em. Nhưng mà em gọi điện ảnh là lỡ anh ngủ mà anh không nghe là em giận. Trời ơi sao tự nhiên là ngược ngạo vậy. Ảnh là nhiều khi cái công tác đặc biệt, ảnh không thể nghe điện thoại được mà không thể gặp em được luôn. Không, nếu như mà anh ngủ kìa, còn nếu mà anh đi công tác thì đương nhiên là anh sẽ. Người ta đi công tác, ta đi làm gì, người ta mệt quá, người ta ngủ, người ta vô tình, người ta ngủ ren, người ta không nghe. Điện thoại của người yêu là phải để một cái chuông khác, để mà hả khi mà người yêu gọi tới là phải nghe liền chứ. Khó hàng chi thì đó. Là trời. Khó quá thì bớt cái khó ra được không? Được, nếu như mà anh có thể làm siêu lòng trái tim của em. Miễn sao người ta yêu mình được rồi nha. Thôi, anh thấy đàn gái cũng dễ thương á. Nhưng mà nếu được thì giờ chừng nào em muốn kết hôn nè? Dạ năm sau ạ. Năm cái sau gì? Dạ lẹ lẹ đi chị. Lẹ lẹ hả? Đúng rồi. Chứ để lâu được không? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy? Đâu biết nấu ăn đâu làm dâu. Không ăn thì học chứ. Rồi bây giờ rủi người ta ở với ba mẹ người ta rồi làm sao? Em sẽ chăm sóc ba mẹ, nhưng mà chỉ có điều là không có biết nấu ăn thôi, ba mẹ phải dạy em. Thì đơn giản thì em chăm sóc ba mẹ, ba mẹ có nhiệm vụ nấu cơm cho em ăn. Rồi chào em. Dạ em chào chị. Rồi được tội phạm được nổi không? Dạ nổi. Đang nhắm mắt hay mở mắt vậy? Em đang mở mà. Đang mở mắt hả? Mới lớn hả em? Dạ. Mới yêu hả? Sao mụn nổi nhiều vậy? Em mới tuổi gì thầy? Sao đây giờ dễ thương lắm, tôi mới ghẹo vậy đó. Rồi giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được nè? Dạ nếu như được thì năm sau cũng được chị. Năm sau, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có ổn định hết mọi thứ chưa? Dạ em như em thấy là em cũng ổn định rồi. Lập nghiệp ở đâu? Sống với ai? Dạ em này đang ở chung với mẹ em. Thì là làm dâu rồi phải không? Dạ. Nhưng mà không sao đâu, em có thể phụ giúp được mà.
Mà ba mẹ khó không? Dạ không, có mẹ em rất là dễ, dễ thương lắm, cực kỳ luôn. Tại em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích bạn gái em là ích kỷ quá hay là không quan tâm, sống mà vô tâm quá. Bạn này là hơi bơ bơ đó, hơi hay quên thôi. Không sao, quên thì mình có thể nhắc tôi nhớ mà. Cái mẫu người lý tưởng em sao, nãy giờ chị chưa nghe. Dạ, cái mẫu người lý tưởng em thì em cần người bạn gái biết quan tâm, chia sẻ. Tại vì cái nghề nghiệp của em á là đôi khi áp lực công việc rất là nhiều. Thì đương nhiên là cái người yêu của em là họ cũng sẽ bị thiệt thòi hơn những cái người con gái khác. Người mà con gái mà chấp nhận yêu tụi em thì thật sự ra họ rất là gọi là dũng cảm luôn. Không sao cả, vấn đề là miễn yêu thương nhau này thôi. Được không em? Dạ được chị, tại vì tính chất công việc của em cũng giống giống như ảnh vậy đó. Có khi ngày lễ hoặc là ngày Tết em cũng phải đi trực. Nhưng mà em sẽ cố gắng để dành thời gian cho gia đình. Rồi, được rồi ha. Bây giờ hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với dì Dượng và bạn thân của em ạ. Chào anh Quyền Linh, dạ. Dạ, chào chị Cát Tường. Dạ, con chào gì? Thấy bạn bên đây cũng dễ thương, cho nên là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Chứ mới gặp thì cũng chưa có biết. Rồi, cảm ơn dì. Em đi với ai em trai? Dạ, em đi với lại mẹ với lại dì của em ạ. Dạ, chào dì, à, chào mẹ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Xin chào con, xin chào gia đình bên bạn gái. Bên đây bạn gái nó là không biết nấu ăn không sao con. Mẹ là nấu ăn giỏi lắm. Đó. Mẹ sẽ dạy. Thường thì nấu ăn cho con trai chỉ có ngày nghỉ thì nó nói để cho con học phụ, giống như là nó theo nó dòm cho mình nấu vậy đó. Thời đại bây giờ không có nhất thiết phải phụ nữ phải vô bếp đâu. Cùng nhau thôi. Yeah. Hay quá. Yeah. Thì nếu mà có gì thì xin nhờ cô giúp đỡ cho con ạ. Thì con nhắm mà thí dụ mà nãy giờ nói đó, có thể cho cơ hội tìm hiểu với nhau. Cái nào mà thiếu sót thì mình có thể là mình đã là một nhà thì mình bù đắp với nhau, không sao. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Hay quá. Hay quá chị. Mẹ trên cả tuyệt vời ha. Rồi, bây giờ là quan trọng nè, mở rào ra cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Được. Mở rào. Hồi hộp của anh. Hai đứa xem mặt nhau đi. Chào em. Thì anh đến với chương trình có món quà tặng em làm kỷ niệm. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. À, cảm ơn. Anh có thể đọc cái tựa sách lên được không? Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Dạ, em nghĩ là trong cuộc sống này ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Và em cũng muốn là trên con đường sau này sẽ được viết tên của hai chúng ta. À, cảm ơn. Rồi, anh, múa côn tặng bạn gái tiết mục đầu tiên. Anh dừng lại một chút xíu được không ạ? Em có một cái ảo thuật nhỏ nhỏ để tặng cho anh. Trời ơi, ảo thuật luôn. Ghê, ghê. Dạ. Bây giờ anh có thể đoán trong tay em có gì được không ạ? Trong tay em à? Dạ, bây giờ nè, anh đoán nè. Anh có thể mở ra. Mở ra nè. Thôi em không có gì hết. Này. Dạ, anh đưa hai tay anh ra. Nắm lại. Xong, buông ra. Buông ra. Rồi, bây giờ anh đoán lại nha. Mở ra. Dạ, có gì không ạ? Có. Có gì? Có em. Không, có bàn tay anh trong đó. Thôi. Múa côn liền cũng lanh lắm. Thì em xin gấp vui xíu một số. Dạ là... được đó. Múa côn về bảo vệ bạn gái được rồi đó. Em có cái bệnh là bệnh mù đường á, không có nhớ đường đi. Nếu mà sau này em muốn đi đâu anh có thể chở em đi được không? Trời ơi, em cứ yên tâm đi. Em muốn đi đâu là anh có Google Maps dẫn đường luôn. Tại anh cũng mù đường như em mà. Nếu như mà sau này mà hai đứa về chung một nhà thì anh có dự tính gì cho tương lai không? Thì dự tính này, dự tính của anh á là khi mà hai đứa mình cưới nhau về á, về chung một nhà rồi á, thì cái đầu tiên của anh là anh sẽ cố gắng đi làm. Thứ nhất để lo gia đình. Thứ hai là anh sẽ để dành số tiền để anh mua căn nhà khác đứng tên của hai đứa mình. Dữ ta. Dữ dữ. Sói ca nha. Em có 3 câu hỏi để hỏi anh. Và anh chỉ trả lời có hoặc không. Bà này bà khó dữ. Câu thứ nhất là anh có thích nuôi chó không? Có. À, câu thứ hai là anh có thích trẻ con không? Có. Câu thứ ba là anh có thích em không? Có. Cảm ơn. Dài bây giờ mấy lần rồi. Dài ha. Anh cũng có đặt câu hỏi em có thích nuôi chó không? Dạ có. Giờ em có thích anh không? À, câu này để từ bàn tay tới trái tim nhanh. Từ đâu? Bàn tay đến trái tim. Từ bàn tay tới trái tim hả? Bàn tay làm gì ra tới trái tim? Cuối chương trình anh sẽ biết. Thôi hai đứa nói chuyện tiếp đi. Thì anh chỉ muốn là giống như là về nhà gia đình mình á, giống như là cuối tuần sum họp nhau.
có bữa cơm gia đình nó nghi ngút, anh sẽ cố gắng tranh thủ về phụ em làm, và không anh sẽ đi chợ luôn, đi về hai đứa mình nấu ăn. Cuối tuần thì nó sẽ vui, xong dắt tay nhau cuối tuần đi chơi vòng vòng, có con cũng vui nữa. Anh thì anh thôi. Anh thích sao mấy đứa? Lý tưởng quá. Anh thì chỉ là hai người, hai đứa là được rồi. Em thì thích một đội bóng luôn mà chắc cũng không có cho phép được. Hai đứa thôi, trai gái được rồi. Sinh đôi đi anh. Cũng được đó, đứa nhất mình sinh một, đứa hai sinh đôi. Hai đứa tính như đúng rồi luôn vậy. Thật sự anh rất là thích trẻ con. Và anh cũng nghiên cứu một số về phụ nữ. Giống như là những lúc mà em ốm đau bệnh tật hay gì đó, biết được những cái đó sẽ hỗ trợ em phần nào đó vào những ngày ấy. Em có yên tâm. Anh có em gái mưa không? Tất nhiên là không rồi. Tại vì á, anh biết là cái chữ em gái mưa á, ăn chung, giống như đi chơi chung, làm mọi thứ với một người yêu, nhưng mà đó không phải là một người yêu, đó với anh là không được. Rồi em gái em đi với em dưới mưa có phải em gái mưa không? Dạ đó là em gái đi dưới mưa chứ không phải em gái mưa. Em ghét sự lừa dối trong tình yêu á. Thì không biết là em cũng là một người rất là chung thủy, nếu mà đã yêu ai thì yêu một người thôi. Còn anh thì sao? Thì tất nhiên là mình yêu nhau thì mình chỉ yêu duy nhất một người thôi. Anh mong muốn những lúc mà mình cãi vã nhau thì những lúc đó là hai đứa mình nên ngồi xuống rồi nói chuyện, hay là giận quá không nói chuyện. Nhưng rồi mình cũng phải nghĩ về cái quãng đường của mình đã bước đi như thế nào, thì mình sẽ cố gắng hàn gắn lại với nhau. Chứ không phải là giận quá thôi tôi đúc đơn ghi lì dị, hay là tôi chán ghét anh quá tôi yêu người khác rồi hay gì đó. Hay là mỗi khi mình buồn quá mình kiếm một người khác tâm sự và mình yêu người đó luôn, anh không chấp nhận được. Vậy nếu như mà em làm gì đó sai á, nhưng mà em không nhận lỗi trước á, thì anh có chấp nhận là nhận lỗi trước không? Thì tất nhiên là người con gái khi mà họ làm sai họ ít khi nào nhận lỗi trước lắm. Ủa sao đàn gái hỏi hoài vậy? Tại đàn trai. Để đàn trai hỏi chứ, cho đàn trai hỏi chứ. Hỏi đi em. Dạ. Hỏi đi cho ưu tiên đàn trai hỏi chứ. Theo như em á là những cái em thấy anh công việc vậy á, em có thấy áp lực lắm không? Em có hay có thấy sợ không? Anh là bảo vệ bình an cho đất nước thì em thích, chị em chỉ lo sợ là anh gặp nguy hiểm thôi. Dạ, rồi anh cảm ơn em rất là nhiều vấn đề đó. Trước khi có vợ có nghiên cứu gì lấy vợ không? Dạ có, em nghiên cứu về phụ nữ sẽ khi mang thai họ như thế nào, họ sau khi sinh ra họ như thế nào. Cái đó em biết hết anh. Rồi gì nữa? Rồi những vào những ngày ấy là họ cần cái gì? Ngày ấy là ngày gì? Ngày ấy là cái ngày dâu á chị. Dâu là ngày gì? Em khó nói quá. Chị cái này ai cũng biết rồi, chị cứ hỏi gài ảnh hoài. À thấy chưa Binh, thấy chưa? Rồi. Rồi. Gì mà Binh nữa cô? Bây giờ á là mỗi người nói một câu mình cảm nhận thật về nhau thế nào. Em thấy bạn gái là người rất là thật thà, mà có sao nói vậy em rất là thích. Em thấy anh cũng rất là hòa đồng, cũng biết quan tâm. Rồi xong. Bây giờ mình nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình nó có rung động thật sự hay không. Bấm nút là bấm đúng với cái sự rung động của trái tim mình, đừng vì chuyện gì khác cả. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm nút chậm vậy? Em ấn nguyên bàn tay mình không vô vậy, phải chọn nó mới vô. Ghê chưa? Duyên phận đã tới rồi, mình phải nhanh gọn lẹ nha. Đừng có chờ hoài tới chừng chọt cái mất tiêu luôn á. Không. Ngại mà chị. Phép đi. Xin phép gì vậy? Hôn bạn gái gái. Không hôn mà không mắc cỡ. Con cũng xin phép mẹ với gì con. Nụ hôn đầu tiên. Ê ê ê ê. Tụ hôn đầu tiên hôn sao cho nó đúng đó nha. Nào, thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình nãy nói gì mạnh mẽ lắm mà. Nào. Đó. Nó phải vậy ha. Thôi, hai đứa thấy hợp nhau đó nha. Sớm sớm đi, anh thấy được đó. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Một không gian rất lãng mạn. Các bạn vào đây để tìm hiểu, để yêu nhau nhiều hơn. Dành tặng hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Rồi chúc mừng hai bạn nha. Đây quà của em nè, cầm về nè. Đó đó. Đây nhớ xuống dưới hùng hùng quyết liệt nha.
Về ngoại hình thì cao to, có thể đen nhưng mà tuyệt đối là không hôi nha chị. Cao to đen nhưng không hôi. Dạ đúng rồi chị. Một cặp đôi rất là dễ thương, rất là cá tính và hy vọng rằng họ sẽ sớm về chung một nhà. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xin mời. Mời bạn nữ. Thôi mời em. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào quý vị khán giả và chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở Nghệ An ạ. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, mời bạn trai. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Tên em là Nguyễn Cao Cường. Em năm nay 32 tuổi. Em hiện tại đang sống ở Thủ Đức mà làm việc tại Bình Dương. Giọng Nghệ An luôn hả? Giọng Nghệ An anh ơi. Dễ thương quá hả? Giọng này nghe lạ lạ nha. Giọng nó hơi khó nghe chút xíu không, anh. Không có, nó nghe được nhưng mà nó hơi mềm chút xíu. Dạ dạ. Thôi điểm mạnh điểm yếu nhau luôn đi. Anh có điểm mạnh gì anh? Anh điểm mạnh của anh thì là mọi người đánh giá anh là người hiền lành, thật thà, siêng năng, chăm chỉ và không rượu chè, không hút thuốc, không cờ bạc. Rồi còn không gì nữa không? Hả? Nhiều không lắm anh ơi. Nhiều không lắm hả? Dạ. Có không mê gái không? Chắc gái thì cũng phải có chút chứ không thì không được rồi anh ơi. Đúng rồi. Có điểm yếu nào không? Điểm yếu của em thì nói hơi nhanh chút xíu hả? Cũng không nhanh đâu. Em thấy vừa nghe rồi đó anh. Em trai có điểm mạnh gì không? Thì điểm... Mạnh mẽ có không? À, nói về điểm mạnh thì em cũng không có lắm đâu. Dạ yeah, con không có điểm mạnh nhiều hả? Dạ. Còn em có một cái điểm mạnh khác thì có tài lẻ gì không á? Ý là có một cái tài lẻ nào không? Cái giọng em nói chuyện nghe rất ngọt rất hay, chắc hát hay lắm á. Đến đây thì em cũng chuẩn bị một bài hát nhưng tí nữa em sẽ hát cho bạn rồi, nữ. Đúng rồi. Dạ. Bạn nữ điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu cho bên bển nghe luôn. Dạ, em được mọi người nhận xét là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Em biết nấu ăn, biết làm bánh. Thì em thích trang trí nhà cửa với lại thích biết làm đẹp. Vậy dạ. Là quá tốt rồi. Thế còn điểm yếu? Em có một sự hay quên nhẹ. Ví dụ như là em ở cùng bàn cùng phòng nhưng mà lâu lâu em hay lộn tên hai bàn cùng nhà. Dạ. Rồi có nào quên luôn tên người yêu không? Tình trường sao? Có mấy mối tình rồi? Dạ, 2-3 mùa đã dùng em vẫn chưa có mối tình nào chính thức hết chị. Chưa có mối tình nào chính thức? Dạ. Có yêu đơn phương ai không? Dạ yêu đơn phương cũng có, những mối tình vu vơ này nọ cũng có nhiều chị. Rồi ai đeo đuổi mình không? Dạ có chị. Mà sao không chọn được ai hả? Cứ đi uống nước đi chơi vài hôm một thời gian rồi là tự nhiên thấy cảm xúc chưa có nhiều á chị, thế nên là không có thể tiến tới được á chị. Rồi vậy còn bạn trai, tình trường mình sao em? Bên kia chưa có mối tình nào, bên đây sao đây? Em mối tình? Thì nói mối tình mà sâu đậm chính thức thì em chưa có. Còn mối tình mà hẹn hò để đi chơi vậy thì cũng một hai mối tình mà chẳng đi đến đâu vào đâu cả. Có hẹn hò rồi hả? Dạ. Đi chơi hẹn rồi. Hò thì đi uống nước rồi đi ăn có vậy. Có nắm tay chưa? Nắm tay cũng có rồi chứ mà. Rồi có hôn chưa? Hôn thì chưa anh. Sao không hôn luôn đi? Dạ em thấy thời điểm chưa chín mùi nên em không dám ạ. Khoảng bao lâu thì mới chín mùi? Em phải nhìn vào bạn nữ biểu hiện như thế nào em mới dám đúng không? Mới dám mới biết được anh ơi. Dễ thương quá. Dạ. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình của người vợ hả? Người vợ của em đó. Em mẫu hình thì em muốn là giống như chị gái em á. Chị gái em? Dạ. Đâu chị gái? Hai chị gái, hai giống chị gái. Như hai chị gái luôn hả? Dạ, giống vậy ạ. Chị gái giống y chang vậy luôn. Không, ý là nói về là ngoại hình, vì là cao như thế. Dạ, về tính cách. À, tính cách sao? Dạ. Tức là chung thủy, về là luôn chăm lo cho gia đình. À. Dạ. Em thích người như vậy ạ. Thích người như vậy đúng không? Dạ. Rồi, rõ ràng có hình mẫu lý tưởng rồi ha. Để tôi hỏi bên đây, mẫu người lý tưởng em sao? Em thích người bạn trai vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm. Về ngoại hình thì cao to, có thể đen nhưng mà tuyệt đối là không hôi nha chị. Cao to đen nhưng không hôi. Dạ đúng rồi chị. Chút nữa kiểm tra. Bao không có hôi. Anh đứng đây gần không có mùi hôi luôn. Nhiều dạ. Khi hôi tiềm ẩn rồi sao anh biết được.
Em ơi, anh thì cao nhưng không được to, em có chấp nhận không ạ? Dạ cũng được anh. Mục tiêu ban đầu của em là cao 1m8, body thì 6 múi. Nhưng mà bây giờ mà lỡ không được 1m8 á thì thôi 1m65 trở lên được rồi, không có tách ra 6 múi. Không có 6 múi mà tới mười mấy múi chỗ múi vậy đó. Được không? Có cái gì không thích ở người bạn trai không, nói luôn đi. Khô khan quá, tại vì em cũng văn phòng cũng rất là khô khan rồi. Không thích bạn trai làm văn phòng. Dạ, tại vì hơi khô khan á chị. Ai nói văn phòng là khô khan trời. Em có làm văn phòng không? Em không anh ạ. Em hiện tại em làm bên giám định container. Em cảm giác em có khô khan không? Container chắc ướt rồi. Khô khan thì em không đâu. Em vẫn có thể lãng mạn được. Lãng mạn đó thấy dạ. Chưa? Được chưa? Dạ được ạ. Được rồi ha. Em ghét nhất cái tính gì của người đàn ông? Dạ em ghét nhất là vô tâm với gia trưởng á chị. Vô tâm? Dạ. Anh nghĩ bạn này không có hai cái điều đó đâu. Vô tâm dạ. Thì anh bao với em là anh không có đâu. Bao gia trưởng thì chắc anh cũng không có luôn. Không có luôn đúng không? Dạ vâng. Em bao luôn mà mình đây dễ thương lắm. Đó. Đàn gái cũng dễ thương luôn. Vậy là em kiểm tra anh. Để tôi kiểm tra cái vụ hôi là anh Linh kiểm tra rồi. Dạ, cái gì cũng bao nhưng mà em chào chị ạ. Có bao manly không? Dạ manly theo như em hiểu thì là phải biết uống rượu rồi là thế cờ bạc rượu chè vậy. Bảy ai thì cái đó em không có. Còn nếu về men thì chắc em có. Men không? Men thì chắc có là men bao nhiêu phần trăm? Có là 100%. 100%. Dạ, nhưng mà nói manly thì em không có. Mà dạ. Chưa hung lần nào là biết hung không? Chắc là cũng biết vì cái đó là gọi là bẩm sinh mà. Bẩm sinh. Dạ. Nên mà có khi nào nhìn thấy một bạn trai đẹp mà gì thích mà thích chưa? Không ạ, em chỉ thích bạn nữ đẹp thôi. Là có thích bạn nữ đẹp. Dạ. Mỗi lần ví dụ như coi phim tình cảm thì thấy người ta hôn nhau trong người mình cảm thấy như thế nào? Em ước gì mình cũng như vậy. Dạ. Có rần rần trong người không? Dạ có. Có ha. Dạ. Cũng được, tạm tin thôi nha. Rồi tự hai bạn tìm hiểu nha. Rồi nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm. Dạ. Em định lập nghiệp trong này luôn hay về quê? Em lập nghiệp ở đây luôn chị ạ. Rồi mình có kế hoạch gì phát triển kinh doanh trong cuộc sống mình để hiện tại thì không? Em đang có dự tính là thì cùng lập nghiệp đang ở đây và em thì nếu mà lấy nhau về thì tạm thời là đang phải hai người đang phải ở trọ, còn sau này thì tại em cũng có mua được đất rồi mà chưa có tiền làm nhà thôi. Tốt. Còn, mua đất ở đâu em? Dạ em mua ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức vậy dạ. Là quá tốt rồi. Mà sao mặt láng như vậy? Dạ ra đường là bịt khẩu trang rồi mang áo khoác vậy, em luôn chăm sóc ạ. Da dẻ em hay chăm sóc. Dưỡng này. Kem gì không? Kem thì em không ạ. Còn không em muốn mua kem dưỡng đi, mua của chị Cát Tường nha. Dạ. Da mịn quá trời mịn luôn à. Dạ vậy hả chị? Gái đẹp là bình thường mà anh trai da đẹp lắm. Ổn rồi ha. Bây giờ gặp hỏi ý kiến người thân nha. Còn cái vụ men đó em tự kiểm tra nha. Chứ tôi thấy anh nói 100%, tôi thấy cỡ khoảng 60 thôi. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với những người bạn thân nhất của em ạ. Và em họ em thân. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là Hương, bạn của Thảo. Em thấy anh bên này thì cũng hiền. Nói chung là cũng hợp với Thảo. Nếu được thì hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Men không? Chưa hả? Chết rồi. Em làm sao em nói chuyện với mấy cổ coi chứ, cổ nói em chưa men kìa. Chưa men hả? Để anh hít đặt cho em biết là anh có men không à? Rồi làm luôn đi. Được làm đi. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi được rồi, cái chuyện ập mặt dưới à. Mặt không biến sắc, da mặt vẫn hồng hào. Được, đó là mới được sức khỏe thôi nha, chứ chưa khắc khỏe là men nha. Dạ. Bạn trai đi với ai? Em đi với hai chị gái và anh chị và cháu ạ. Hai chị gái mà nè. Dạ, chào gia đình ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả trong gương quay. Em là chị gái của em Cường ạ. Theo em đánh giá thì bạn nữ ở bên này thì ngoại hình cũng chuẩn. Mặt dễ thương, tính tình thì cởi mở. Còn em trai em hiền lành,
thật thà, chăm chỉ, việc nhà thì rất là đảm đang, có một số tài lẻ, ví dụ như em có thể đóng được bàn ghế hoặc là tủ kệ nấu ăn gì đó ở phục vụ cho gia đình mình, là em có thể làm được, mà làm đẹp, làm kỹ. Đến với chương trình thì em thấy là cặp đôi này cũng hợp, nên là em muốn gửi cho cặp đôi này một thông điệp là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã đưa ta tới bến đò tình duyên, đôi ta cùng hồi cùng thuyền, hãy cho cơ hội được quen tròn nhau. Hay quá. Rồi, cảm ơn chị. Vậy là hai bên người thân ủng hộ hết rồi ha. Bây giờ các bạn sẽ nhìn nhau, cảm nhận và nói chuyện với nhau nha. Rồi, kéo rèm. Rồi. Dạ. Em chào anh ạ. Tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em tặng anh cuốn sách ạ. Cảm ơn em. Chào ha. Gặp anh lần đầu tiên thì em thấy anh như thế nào, có giống cái sự tưởng tượng của em ở ngoài không? Dạ em thấy anh khá đẹp trai. À vậy à. Cũng có cảm tình. Cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng xinh gái và cũng hiền lành, nhưng thùy mị có duyên. Dạ em cảm ơn anh ạ. Anh quan điểm như thế nào về tình yêu ạ? Quan điểm của tình yêu anh là phải chân thành, chung thủy, không được lăng nhăng. Và tình yêu phải trước sau như một. Em thì theo nguyên tắc 3T: thương yêu, tôn trọng và tin tưởng. Vậy dạ. À, những lúc mà rảnh thì anh thường làm gì ạ? Nói thật là anh có cái điểm xấu là anh hay ngủ. Dạ. Nên rảnh thì anh hay ngủ. Em thì rảnh thì em thích đi chơi. Mà em thích đi dạo lắm, dạo quanh thành phố vậy á. À, dạ. Mà em là không thích tự lái xe. À vậy thì hôm sau cho anh là người tài xế đưa rước em có được không? Dạ được ạ. Hôn nhân, gia đình, kế hoạch lập gia đình như thế nào? Anh thì anh nói là 6 tháng tới 1 năm là tiến tới hôn nhân hả anh? À, theo anh thì vậy, còn đang tùy thuộc vào tình yêu như thế nào. Dạ. Tình yêu mà đủ lớn thì có thể nhanh hơn cũng nên, đâu biết được. Dạ. Nãy nói hát, nói lát hát tặng bạn nữ đó. Mặc dù thì anh hát thì cũng được hay đâu. Thường thường ở nhà chị gái thì bảo là mày hát thì như bò đóng. Nhưng để thể hiện tình cảm của anh thì anh sẽ cùng cố gắng hết mình để hát một bài hát gửi tặng em. Dạ. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc, anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm nhẹ buông xuống, anh sẽ ru em giấc ngủ ngon. Anh sẽ như là cơn gió làm em quên hết bao muộn phiền. Anh sẽ nâng niu vòng tay ấy, không để em một ngày xa anh. Trời. Nếu là anh, anh sẽ cùng em đi hết con đường dài. Khi buồn đau và khi hạnh phúc, luôn có em bên cạnh anh thôi. Nếu là anh thì anh sẽ hứa, dù mai sau hay ngày bây giờ, em sẽ luôn là tất cả, em vẫn luôn chiếm trọn tim anh. Ôi tuyệt vời. Ủa em hát bài gì vậy? Về mà em hát bài Nếu Là Anh ạ. Nếu là anh thì anh sẽ ru em ngủ đúng rất không? Rất tự tin, rất hay. Em hát cũng hay nhưng mà vì bạn gái nên em thể hiện hết mình. Đúng. Không đúng rồi, nhiệt tình. Bạn gái đã rất là siêu lòng với bài hát của em. Ai buồn ngủ em hát bài này tỉnh ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Chúc mừng luôn. Dạ. Sao em, cảm giác của em như thế nào? Dạ, em thì anh hát tuy không hay lắm nhưng mà em cũng rất thích ạ. Em muốn đáp lại ảnh gì không? Dạ, em cũng hát giờ như vậy thôi. Em hát giờ em hát tặng anh bài. Rồi. Đừng có níu lại em nha. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng muốn rời rời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi.
Thương khói lam ban chiều và mái tranh thơ còn nằm nôi. Đây là một cặp song ca sống thần. Hai bạn hợp nhau, nói chung là hát thì vui ha. Nói chung là rất là dễ thương, có duyên lắm á. Cho nắm tay cái đi, chưa có yêu nhau lần nào, chưa có tình đầu tình cuối gì. Nắm tay thiệt chặt, nhìn kỹ vào mắt nhau xem có rung động gì hay chưa. Anh thấy con tim anh cũng rung lắm rồi, cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực của anh rồi đấy. Em cũng phải hơi rung rung. Em nghĩ là hôm nay mình tên đây là một cái duyên, chúng ta hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn. Ngồi xuống đi em. Dạ. Nói chung theo nãy giờ quan sát thì hai bạn rất là hợp nhau ha. Đây, về cả tính đây. Tình mỗi người có thể bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Đây là một cặp đôi rất là xứng đó ha. Bây giờ mình sẽ có 30 giây để nhắm mắt lại suy nghĩ và quyết định. Rất dễ thương, suy nghĩ thật kỹ nha. Bởi vì khi bấm nút là chúng ta hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Thật sự rung động thì mới bấm, còn nếu không chúng ta đừng bấm. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Rồi, bây giờ mới nắm tay thật sự nè. Xin phép nhà gái hôn đi. Anh xin phép bên nhà gái cho anh được hôn em. Không cho. Hôn em nào? Hôn em Thảo ạ. À, chứ đây hôn em với em đi đó chết luôn à. Rung quá hả? Dạ. Nụ hôn đầu tiên phải hôn kỹ lại chút xíu nữa. Hôn dạ, lâu chút nha. Hôn lâu chút xíu. Nụ hôn đầu tiên đó, bắt đầu. Từ từ. Khoan, để nguyên, để nguyên. Dạ được rồi. Thấy sao? Thấy thơm anh. Rung động cho em. Dạ, cũng hơi rung rung rồi chị. Cặp này rất là xứng đôi đó. Đây là chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng. Để các bạn tới đó tìm hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nha. Dành tặng cho hai bạn một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Tuổi trẻ trong ví bạn mua được gì? Cuốn sách này em mới chỉ đọc một phần thôi, em mong rằng là anh chị cùng em đọc hết phần còn lại ạ. Hay quá. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Em cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em đi trước để anh bảo vệ. Hay quá. Thật là tuyệt vời, làm sao những nụ cười, những niềm hạnh phúc đó. Chúng tôi luôn luôn đong đầy những cảm xúc và hy vọng rằng những điều may mắn sẽ đến với họ quý vị nha. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Chương trình xin phép được tạm dừng tại đây. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình khung giờ rất quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7, cũng có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Danh là Khánh Rùa, tại ông bà già xưa nói chậm như rùa mà chát. Ưu điểm của em là tính tình hiền lành, không hút thuốc, thích chơi thể thao, đặc biệt là em thích môn võ vui nam, hay quên và nói không được nhanh. Nói không được nhanh hả? Dạ. Em chỉ 1m52 như bánh đánh yêu, dịu dàng. Em rất là gọn gàng, sạch sẽ, rất là kỹ tính. Em luôn đúng giờ, em biết nấu ăn và những việc vặt trong gia đình thì em có thể tự làm được. Tốt. Hãy nhớ đón xem chương trình vào lúc 15:20 chủ nhật trên kênh HTV7.